Thưa quý vị, 30 container cung ứng lương thực thực phẩm được công an thành phố Đà Nẵng đồng loạt mở cửa phục vụ người dân. Trong đó, ở quận Hải Châu có 10 điểm, quận Thanh Khê là 9 điểm, quận Cẩm Lệ 6 điểm và quận Liên Chiểu 5 điểm. Cùng với việc thành phố cho phép một số chợ truyền thống được hoạt động trở lại, việc đưa vào hoạt động các container này sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu lương thực thực phẩm của người dân trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội, ghi nhận của phóng viên thời sự. Căn cứ vào kết quả rà soát thực tế, công an thành phố lựa chọn các địa điểm phù hợp để tập kết hàng hóa và lắp đặt container lạnh, nhà bạc, từng điểm bán hàng theo từng phường, đảm bảo nguồn điện, nguồn nước sạch, phục vụ hoạt động của điểm bán hàng và điều kiện sinh hoạt của lực lượng làm nhiệm vụ. Các tiểu ban thành lập để tiếp cận, tìm kiếm các nguồn cung ứng hàng hóa, lương thực, thực phẩm, đảm bảo chất lượng, mức giá phù hợp, xây dựng bảng giá niêm yết công khai các sản phẩm để công bố cho người dân trên địa bàn thành phố. Đây là các điểm bán hàng không lợi nhuận, người dân đăng ký với ban điều hành khu dân cư, các điểm cung ứng tiếp nhận, soạn đơn hàng và có lực lượng vận chuyển nhanh nhất đến người dân. Cảm ơn cái sự quan tâm giúp đỡ của thành phố, quận cũng như phường tạo điều kiện cho bà con dân. Nói chung bà con nhân dân thì trong tổ, trong xóm thì chấp hành tốt cái chủ trương của thành phố với quận của phường. Và cũng tạo đề và cấp đây cũng tạo điều kiện cho bà con rất là phấn khởi để mà an tâm để mà ba tại chỗ ở lại nhà không ra đường. Các chú công an làm việc rất là nhiệt tình. Tôi đã đi rất là sớm và tạm trú đã nói là bây giờ hàng chưa đến, cô cứ để họ đơn đây, cháu ấy rồi cháu sẽ gọi điện. Vì cô còn đi nhiều việc thì tôi thấy là dân cũng tạo điều kiện để các chú làm việc tốt. Hiện tại, công an Đà Nẵng vận động được 25 tấn củ cải và sẽ gửi tặng miễn phí cho người dân. Cũng từ nguồn viện trợ, công an thành phố sẽ hỗ trợ rau miễn phí cho người dân mua hàng. Người dân không có đơn mua hàng tại các địa điểm cung ứng nhưng có nhu cầu sử dụng rau củ cải cũng được hỗ trợ miễn phí.